Chào các em học sinh lớp 5 đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô xin tự giới thiệu, cô là Đặng Thị Ly Hương đến từ trường tiểu học Thiện Phiến, huyện Tiền Lữ. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Để vào tiết học này, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa lịch sử địa lý lớp 5, bút chì, thước kẻ và giấy nháp. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ nhé. Tiết học lịch sử hôm trước, chúng ta đã học bài Nước nhà bị chia cắt. Vậy, tại sao nước nhà lại bị chia cắt? Chắc các em đã có câu trả lời rồi. Các em ạ, à, Hiệp định Geneva là hiệp định mà Pháp phải ký với ta khi chúng thất bại nặng nề ở điện Biên phủ. Hiệp định công nhận chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định thể hiện mong muốn độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta. Hiệp định thể hiện mong muốn độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta. Nhưng đế quốc Mỹ lại âm mưu chia cắt đất nước ta lâu dài để xóa bỏ nỗi đau chia đôi đất nước, chia lìa dân tộc, chống lại sự tàn ác đẫm máu của chính quyền mỹ diệm nhân dân ta không còn con đường nào khác là đứng lên đấu tranh cầm súng chiến đấu tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của nhân dân miền nam là phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh bến tre đây là vị trí của bến tre trên bản đồ việt nam các em ạ à, bến tre thuộc đồng bằng sông cửu long bây giờ cô trò chúng ta ngược dòng thời gian đến nơi đây để tìm hiểu về phong trào đồng khởi của người dân nơi này qua bài học bến tre đồng khởi vậy theo các em đồng khởi có nghĩa là gì các em ạ à, đồng khởi có nghĩa là đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa chống quân thù sau khi học bài ngày hôm nay các em cần nắm được 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào đồng khởi. 2. Phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. 3. Ý nghĩa của phong trào đồng khởi. Bây giờ cô trò chúng ta vào nhiệm vụ thứ nhất nhé. 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào đồng khởi. Các em đọc phần chữ nhỏ đầu tiên trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi vì sao nhân dân miền Nam đồng loạt đứng lên chống mỹ diệm các em thân mến trước sự tàn sát vô cùng dã man và tàn bạo của mỹ diệm nhân dân miền Nam không thể chịu đựng mãi không còn con đường nào khác buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp các em ạ à, tháng 5 năm 1959, Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật 10 trên 59, công khai đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật và tiến hành tàn sát bắt giữ hàng chục vạn thành viên Việt Minh và những người dân ủng hộ Việt Minh. Đây chính là hình ảnh những bộ hài cốt mà Mỹ Diệm đã tàn sát nhân dân đồng bào ta. Chúng giết phụ nữ, trẻ em, giết những người dân vô tội, đốt nhà, cướp của, phá tan ruộng vườn. Các em biết không? Chúng còn lê máy chém đi khắp miền Nam để sát hại đồng bào ta, chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội. Đây là chiếc máy chém dưới thời Ngô Đình Diệm. Hiện nay máy đang được trưng bày tại bảo tàng thành phố Cần Thơ. Các em ạ. À, trước sự tàn sát vô cùng dã man và tàn bạo của Mỹ Diệm. Nhân dân ta không thể chịu đựng được nữa, quyết đứng lên đấu tranh nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ Diệm. Vậy các em hãy cho cô biết, phong trào bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu biểu nhất là ở đâu? Các em thân mến, phong trào bùng nổ từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, tiêu biểu nhất là ở Bến Tre. Vậy, phong trào đồng khởi ở Bến Tre đã diễn ra như thế nào và thu được kết quả ra sao? Để biết được điều đấy, cô và các em vào phần thứ hai của bài. 2. Phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre các em đọc thầm phần chữ to trong sách giáo khoa để thực hiện yêu cầu sau. Hãy kể lại sự kiện lịch sử ngày 17 tháng 1 năm 1960 để thấy được diễn biến phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. Chắc rằng đã có nhiều em kể lại được Bây giờ các em hãy nhìn lên màn hình và lắng nghe cô kể lại sự kiện ngày 17 tháng 1 năm 1960 các em nhé. Các em ạ, à, ngày 17 tháng 1 năm 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào đồng khởi ở tỉnh Bến Tre. Với vũ khí thô sơ, gậy gộc, giáo mát, nhân dân nhất loạt vùng dậy. Tiếng trống tiếng mõ, tiếng súng, hòa cùng tiếng hò reo vang dội của hàng vạn người đã làm cho quân địch khiếp đảm. Nhân dân cùng các chiến sĩ tự vệ phá đồn giặc, tiêu diệt ác ôn, đập tan bộ máy cai trị của Mỹ Diệm ở các xã, ấp. Từ cuộc nổi dậy ở mỏ cày, phong trào lan nhanh ra các huyện khác. Để giúp các em hiểu rõ hơn, cô mời các em cùng xem video sau nhé. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, tại ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, huyện Mỏ Cày, các tổ đội du kích kết hợp với cơ sở nội tuyến Cải Trang, nhiệt tên đội tí, chỉ huy Tổng đoàn Dân vệ Tổng Minh Đạt làm hiệu lệnh mở đầu phong trào đồng khởi. Đúng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 1960, tại xã Định Thủy, các đồng chí lãnh đạo đã chớp thời cơ nổ súng. Thành Phú, Minh Tân, Mỏ Cày đồng khởi nhất loạt đêm 17 tháng 1 năm 1960. Qua một đêm đồng khởi, bộ máy kìm kẹp của địch ở một số xã bị tan rã. Sau hai ngày địch mất bốt Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp, ta giải phóng hoàn toàn ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh trung đội giải phóng đầu tiên của Bến Tre sinh ra trong phong trào đồng khởi đã làm lễ ra mắt tại một vườn dừa xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày. Từ thắng lợi này, chỉ trong một tuần, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 1 năm 1960, 47 xã thuộc các huyện Mỏ Cày, Dòng Trôm, Châu Thành, Ba Tri, Thành Phú, Nhân dân nhất tề nổi dậy, 22 xã diệt ác, lấy đồn, giải phóng hoàn toàn xã, 25 xã khác giải phóng nhiều ấp. vừa rồi các em đã chứng kiến diễn biến phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. Vậy phong trào này có kết quả như thế nào? Các em ạ, à, sau một tuần, 22 xã được giải phóng, 29 xã khác đã tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. chính quyền địch bị tê liệt tan rã, chính quyền cách mạng được thành lập ở các thôn, xã, nhân dân được chia ruộng đất, được làm chủ quê hương. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu diễn biến kết quả phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. Các em ạ, à, trong phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre đã xuất hiện một nữ tướng tài ba, các em có biết là ai không? đó chính là bà Nguyễn Thị Định đấy các em ạ. À. Người phụ nữ này là linh hồn của phong trào đồng khởi. Tên tuổi của bà gắn với phong trào đồng khởi bến Tre với đội quân tóc dài. Đây là những chiến sĩ trong đội quân tóc dài năm xưa. Các em ạ, à, với khí thế hào hùng, phong trào đồng khởi ở Bến Tre đã giành thắng lợi và kết quả to lớn. Vậy, kết quả này có ý nghĩa như thế nào? Cô trò chúng ta vào phần tiếp theo của bài Ý nghĩa của phong trào đồng khởi. Các em đọc thầm phần chữ nhỏ còn lại trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. Một, phong trào đồng khởi Bến Tre có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam như thế nào? Các em thân mến! Phong trào đồng khởi ở bến tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. Các em biết không? Chỉ tính trong năm 1960 có hơn 10 triệu lượt người, bao gồm công nhân, nông dân, trí thức tham gia đấu tranh chống mỹ diệm. Vậy cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào miền Nam đẩy mỹ diệm vào tình thế gì? các em thân mến, từ đây cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam không chỉ có hình thức đấu tranh chính trị mà kết hợp cả đấu tranh vũ trang đẩy quân Mỹ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động lúng túng. Phần trả lời hai câu hỏi vừa rồi chính là ý nghĩa của phong trào đồng khởi đấy các em ạ. À. Vừa rồi, các em đã tìm hiểu về phong trào đồng khởi của Bến Tre. Bây giờ, chúng ta cùng hệ thống lại những kiến thức đã học bằng sơ đồ nhé. Các em hãy nhìn lên màn hình. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi. Và phong trào lan rộng khắp các huyện của Bến Tre. Kết quả thu được, sau một tuần, 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt được ác ôn, giải phóng được nhiều ấp. Ở nhiều nơi, Ủy ban Nhân dân tự quản được thành lập, bọn phản cách mạng bị trừng trị, dân nghèo được chia dụng đất. Mở ra một thời kỳ mới, nhân dân miền Nam cầm vũ khí, chống quân thù, đẩy Mỹ Diệm rơi vào thế bị động. Qua bài học này, các em cần ghi nhớ. Các em hãy đọc thầm nội dung ghi nhớ Cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào đồng khởi nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào đồng khởi. Bến Tre tôi yêu làm nên huyền thoại, cho hôm qua và mãi đến nghìn sau. Chiến công vẻ vang, hiển hách năm nào, dệt trang sử tự hào vừa thâm thúy. Cảm ơn biết bao các anh hùng liệt sĩ, vì quê hương đem tinh túy hiến dâng Để giúp các em nắm vững kiến thức, cô trò chúng ta làm một số bài tập trắc nghiệm nhé. Yêu cầu của những bài tập trắc nghiệm là các em hãy chọn đáp án đúng nhất nhé. Câu hỏi 1. Vì sao nhân dân miền Nam lại tiến hành phong trào đồng khởi? A. Nhân dân miền Nam không cam chịu sự tàn sát của Mỹ Diệm. B. Để ủng hộ Pháp đánh Mỹ. C để ủng hộ Mỹ đánh Pháp. Chắc các em đã có câu trả lời rồi đúng không? Đáp án của câu 1 chính là đáp án A. Nhân dân miền Nam không cam chịu sự tàn sát của Mỹ Diệm. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi 2 các em nhé. Câu 2. Phong trào đồng khởi diễn ra vào thời gian nào? A. Cuối năm 1954 B. Năm 1958, C, cuối năm 1959, đầu năm 1960. Và đáp án của câu 2 chính là đáp án C đấy các em ạ. À. Vậy nội dung câu hỏi 3 là gì? Các em hãy nhìn lên màn hình nhé. Câu 3, nhân dân miền Nam đã làm được những việc gì trong phong trào đồng khởi? A phá đồn giặc, tiêu diệt ác ôn, đập tan bộ máy cai trị của Mỹ Diệm ở các xã, ấp. B. Thành lập Ủy ban Nhân dân tự quản và lập ra tòa án để trừng trị bọn phản cách mạng. C. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo. Chắc các em đã có câu trả lời. Đây là đáp án. A. Phá đồn giặc, tiêu diệt ác ôn, đập tan bộ máy cai trị của Mỹ diệm ở các xã ấp. Chúng ta cùng đến với câu hỏi 4. Thắng lợi của phong trào đồng khởi ở Bến Tre đã tác động như thế nào đối với cách mạng? A. buộc Mỹ phải rút quân về nước. B phong trào đồng khởi ở Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. C. Đẩy đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động lúng túng. Đáp án của câu hỏi này là B. Phong trào đồng khởi ở bến tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. Bây giờ các em cùng chuyển sang câu tiếp theo. Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào đồng khởi là A. đấu tranh chính trị, B. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, C. đấu tranh vũ trang. đáp án của chúng ta là đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang như vậy các em đã nắm chắc nội dung bài học rồi đấy bây giờ cô trò chúng mình quay về bến tre ngày nay các em nhé các em ạ à, đây chính là một góc chụp của huyện mỏ cày đấy các em ạ à. còn đây là tượng đài đồng khởi bến tre đây là biểu trưng của mảnh đất anh hùng là dấu tích lịch sử là minh chứng hào hùng của phong trào đồng khởi nơi này còn đây là thành phố bến tre nhìn từ trên cao và đây nữa là cây cầu rạch miễu nối hai tỉnh tiền giang và bến tre đấy các em ạ Các em ạ à, Bến Tre đang từng bước chuyển mình theo hướng tích cực với phong trào đồng khởi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đẩy lùi nghèo nàn lạc hậu từ đó góp phần vào công cuộc thay đổi toàn diện mảnh đất này với tiềm năng du lịch bến Tre là điểm hẹn của nhiều du khách trong và ngoài nước nếu có dịp đến nơi đây, các em hãy tham quan những di tích lịch sử gắn với phong trào đồng khởi các em nhé. Từ đó, các em càng thêm không phục, tự hào về truyền thống cách mạng của người dân xứ Dừa. Các em biết không? Chúng ta có cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay là nhờ công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ. Để biết ơn những công lao đó, các em hãy chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ. Và trở thành những người tốt, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp các em nhé. Bây giờ cô mời các em thưởng thức một ca khúc có tựa đề Em yêu hòa bình mà các em đã được học ở lớp 4 người đấy. Xin mời các em. theo các em hãy vẽ sơ đồ tư duy theo sáng tạo của mình để hệ thống bài học và đọc trước bài 21 Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Xin chào các em.